bữa này là cũng ăn được từ này cả nhà. Vân thích ăn sống sống vậy đó. Bắp là hai trứng gà ta. Xong buổi trưa rồi nè cả nhà, với thêm một trái chuối nữa. Mời cả nhà ăn trưa cùng Vân nhé. Sống sống gì nè, mình chan ăn nó ngon cả nhà. Miếng ớt. Ớt này cay quá. Cay gì ăn mới ngon, con thích ăn cay. Vân vừa đạp xe một tiếng, 460 calorie. Bữa nay Vân đạp level có 18 mà cho nên là calorie hơi ít hơn. Ngon quá. Thường Vân dậy á, uống một cốc nước ngồi thiền 30 phút, xong uống thêm cốc nước, rồi thì uống một tách cà phê. Xong là đi chạy bộ một tiếng, về Vân mới bắt đầu nấu ăn. Ăn trưa. Bỏ cửa ăn sáng thay vào một ly cà phê á cả nhà. Có ớt này cay ngon quá. Con thích ăn cay lắm. Vân nạp cái năng lượng này á là tầm 200 calories hả cả nhà. Vân nạp 200 calo. Nhưng mà hồi nãy là Vân chạy bộ là hơn 400 calo rồi. Chiều là Vân chạy thêm một lần nữa là Vân chạy thêm một tiếng nữa. Cũng tầm 400 calorie đó cả nhà. Bỏ ớt vô. Tập thể dục vậy mình tập thường xuyên á, mình sẽ có sức đề kháng dẻo dai cả nhà. Lúc đầu Vân chạy có 30 phút à. Vân mới tăng lên một lần một tiếng á, là khoảng một tuần nay thôi. Vân tăng lên chạy một giờ là khoảng một tuần nay thôi. Mấy tháng trước Vân chạy một lần là có 30 phút thôi. Ngon quá. Trái chuối nữa. Trái chuối này chắc cũng khoảng 100 calories cả nhà. Tầm bữa nay là Vân nạp tầm buổi trưa này Vân nạp tầm 300 calories. Hôm nay đạp một tiếng buổi sáng 462 calories.